con chim ở đậu cành tre, con cá ở chợ trong khe nước nguồn. Cành tre ý a, dòng sông ý a, tối nay ở chợ trần gian trăm năm để chôn nha. Xa xăm cuối trời ý a, ý a. Xưa kia ở đậu miền xa, con gió ở chợ bao la đất trời. Miền xa ý a, trời đất ý a, nhân gian về chợ nhiều nơi bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng. Ý a, ý a, ý a. Mây kia ở đậu từng không, mưa nắng ở chợ bên trong mắt người. Từng không ý a, người xinh ý a, tim em người chợ là tôi, mai kia về chốn xa xôi cũng gần. Ý a, ý a. Môi sinh ở đậu người sinh, đi đứng ở chợ đôi chân thúy kiều. Người sinh ý a, kiều sinh ý a, xin cho về chợ gần nhau, mai kia dù có ra sao cũng đành. Ý a, ý a. Mây kia ở đậu từng không, đêm tối ở chợ chung quanh nỗi buồn. Ngàn năm ý a, buồn như ý a, ô hay là một vòng sinh, tôi như người bóng lênh đênh giữa đời. Ý a, ý a. Cúi xuống thật gần. Cảm ơn nữ danh ca Khánh Ly. Cho Khánh Ly xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả, ban giám khảo và các bạn thí sinh. Wow, giống quá. Trời ơi, nổi hết da gà luôn á. Xin mời anh Đại Nghĩa. Những tuần trước Liên Ly có những màn biến hóa khác nhau trên sân khấu, sự hỗ trợ của vũ đoàn, vũ đạo rất là nhiều, nhưng mà chưa có tuần nào em chạm tay được đến giải nhất tuần cả. Nhưng mà tuần này anh lại đang nghĩ rằng em có thể làm được điều đó. Giả giọng cô Khánh Ly, một tượng đài âm nhạc của Việt Nam, là chuyện không đơn giản. Cái giọng của cô nó đặc biệt, cái cách phát âm của cô nó không có ngân nga hay kéo dài nhiều, mà phát âm nó rất là gọn, nó rất là đanh. Những cái chữ mà em hát, ví dụ như nãy anh có ghi vào cái chữ dòng sông hay nè, hay chữ cành tre rồi trời đất ý a, nó giống ơi là giống. Những cái dấu huyền em xuống đúng cái dấu huyền, đúng cái nốt của nó, và mình nghe ra ngay đúng là cái giọng của cô Khánh Ly, cái cách phát âm của cô Khánh Ly. Nếu như mà không có những cái mà nghe thật kỹ, thật tinh tế, thì chắc chắn mình sẽ không bắt được những cái nét đặc trưng như vậy trong cái giọng hát của cô. Anh rất là bất ngờ khi mà hôm nay Linh Ly không làm gì hết, chỉ đứng yên một chỗ và hát thôi. Anh gần như anh quên đi các bạn vũ công ở phía sau. Cái này thật sự xin lỗi các bạn. Nhưng mà các bạn không thu hút được anh bằng cái phần trình diễn của em ngày hôm nay. Chúc mừng em. Dạ, em cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Đại Nghĩa. Xin mời giám khảo Mỹ Linh ạ. Chị có một chút thắc mắc là tại sao mà Linh Ly lại lựa chọn ca khúc Ở Trọ, và lại ở cái giai đoạn mà cô Khánh Ly mới về Việt Nam hát gần đây thôi? Bởi vì khi mà nhắc đến cô Khánh Ly
thì người ta hay nhớ đến cái thời gian đầu của cô Khánh Ly với những cái bài hát mà nó gắn chặt với tên tuổi của cô, ví dụ như Diễm Xưa và hay là Nắng Hạ Trắng, Hạ Trắng, Hạ Trắng. Thì chị có hơi nghĩ như vậy, nhưng mà khi mà em bắt đầu cất tiếng hát lên thì chị nhận ra là đây là một lựa chọn quá là khôn ngoan. Nếu mà em lựa chọn giai đoạn đầu của cô Khánh Ly, chưa chắc em đã có được cái thành công như là cái bài hát vừa rồi. Bởi vì cái giọng của cô Khánh Ly ở cái thời gian đó là đang rất là sung sức, cô hát ở cái âm vực khá là cao á, sẽ là khó cho Linh Ly. Chị, tự nhiên giờ em muốn thử Linh Ly thêm một tí, tức là thử hát một vài câu, ví dụ trong bài Diễm Xưa xem, với giọng cô Khánh Ly. Em có thể hát tặng mọi người một đoạn bài mà em thích của cô, là bài Lời Mẹ Ru đó. Được em. Lời mẹ ru con đến những khu vườn, dù con chưa nắng nghi à, trong mộng cười ngoan, dù lòng con thơm, lời mẹ ru con nghe xa nỗi niềm. Con ngủ giấc tròn, cho mẹ tròn lưng. Hay quá. Quá giống, quá xuất sắc luôn. Tôi thì có hơi khác hai vị giám khảo này một chút. Và nếu như tôi có soi thì hy vọng là Linh Ly cũng nghĩ đây là những cái lời nói rất là chân thành. Phải chi Khánh Ly đầu tư một tí bằng một cái bộ đồ bên trong, nó làm cho mình no no cái người một chút, nó đầy đầy cái người một chút. Và cái hóa trang thì không biết là cô Xuân có nhìn ấy không? Cô Xuân cảm giác hình như hóa trang hơi tối hả? Đây, cô xin lỗi. Linh Ly lại gần cho cô Xuân xem nhé. Thứ nhất là con gầy, mặt con ốm, mà con lại đánh cái màu phấn như vậy á, đâm ra ở xa nhìn cái mặt con nhỏ xíu à. Con rút kinh nghiệm với những cái nhân vật mà lớn tuổi. Nghe con. Vâng ạ, con cảm ơn cô rất nhiều ạ. Rồi cô về chỗ cô nói thêm nữa chứ không phải dừng tại đó đâu. Cô rất là mong là khi xuất hiện với một cái tượng đài về âm nhạc của Việt Nam thì mình cố gắng khi hóa thân về cô, cái khoảng cách về hình thức nó đừng có xa quá. Ha con. Mặc dù là đến gần thì thấy tội nghiệp cũng vẽ chân chim cũng này kia nọ đó, dạ, đủ vâng thứ ạ. Hết đó. Dạ vâng ạ, con sẽ rút kinh nghiệm ạ. Okay. Cảm ơn cô rất nhiều ạ. Rồi. Cảm ơn ba vị giám khảo và những lời nhận xét cũng như là chia sẻ hết sức là chân thành. Và một lần nữa chúc mừng Linh Ly. Quá tuyệt vời.